Tiên Vương tái xuất Lạc Tú. Chương 401, đêm nay tới giết anh. Trong mắt Đường Hân, mặc dù thoạt nhìn Lạc Tú không phải là quá nghèo, nhưng những nơi như thế này không phải nơi mà một gia đình khá giả bình thường hay một ông chủ nhỏ có thể ăn nổi. Vì vậy cho nên, theo quan điểm của cô ta, lời này cũng không có gì đáng trách. Nhưng Lạc Tú lại hoàn toàn không để ý, ngược lại anh còn cảm thấy, một cái quán cơm lớn như vậy, sao lại có ít người phục vụ thế này? Phục vụ, còn phòng chống không? Đường Hân chặn một người phục vụ đang bưng đồ ăn lại hỏi. Tạm thời là chưa có, hay là quý khách tới đại sảnh đi? Người phục vụ vội vàng mở miệng nói. Đường Hân gật gật đầu, vừa rồi cô ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi, dẫu sao thì một phòng ở đây ít cũng phải lên tới hơn 5 vạn. Số tiền này nếu có thể tiết kiệm được thì cứ gì không cố tiết kiệm đi. Dẫu sao thì cũng không phải mời đạo diễn hay là nhà làm phim đi ăn cơm chỉ là mời Lạc Tú đi ăn cơm mà thôi, có thể mời anh tới nơi này cũng xem như là rất có thành ý rồi. Sau khi ngồi xuống, Đường Hân không để Lạc Tú gọi món, dù sao thì một mâm đồ ăn ở nơi này cũng phải có nền tảng hơn bình thường, cũng không biết ông chủ nghĩ thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Nếu giá cả thấp hơn chút, thì e là ngày nào khách cũng tới đông đến mức xếp hàng dài ngoài cửa. Sau khi gọi bốn món, với giá cả chỉ trên dưới một vạn, đường hân mới hài lòng gật gật đầu. Chỉ có điều, tốc độ dọn đồ ăn lên giường như hơi chậm, đường hân gọi cốc nước trái cây, uống trước. Sau khi đồ ăn được dọn lên, đang chuẩn bị động đúa, kết quả từ đâu xuất hiện một đám người ăn mặc sặc sỡ bước vào cửa. Người cầm đầu chính là một thanh niên mặt ngựa, tóc nhuộm vàng chóe, đeo cái dây xích vàng lớn trên ngón cái. Đường hân vội vàng chuẩn bị cúi đầu dạo gần đây cô ta đang bị một tên công tử nhà giàu đeo bám, và mặc dù người nhà giàu kia ở phía Bắc, nhưng cũng có thể coi là một gia tộc lớn có tiền có thế. Đáng ra có thể coi đây là một chuyện tốt, vì dẫu sao thì được tiến vào một gia tộc lớn như vậy không phải dễ, nhưng tên công tử nhà giàu kia cũng chỉ theo đuổi gái để yêu chơi chơi mà thôi, và đương nhiên đường hân không muốn như vậy. Mà tên thanh niên mặt ngựa kia, chính là một tay chó săn của tên con nhà giàu kia, thôi hảo mà cũng vì có chỗ dựa là tên con nhà giàu kia, nên Thôi Hảo cũng có thể coi là một tên lưu manh du côn có tiếng ở một địa phương của thành phố Bạc, bình thường rất ít người dám chọc vào anh ta. Nghe nói là đến bây giờ, tay anh ta đã đoạt năm mạng người rồi. Vậy mà vẫn có thể thong dong tự do ngoài vòng pháp luật, như vậy cũng đủ hiểu bối cảnh đối phương không bình thường. Chỉ có điều, đường hân vừa mới cúi đầu, đối phương đã phát hiện ra ngay. Chẳng phải chị dâu đây sao, Thôi Hạo huynh hoang bước tới, thong thả tới chỗ họ. "Chào chị dâu, năm sáu tên đàn em thôi, Hạo dẫn theo mở miệng cười nói." Nét mặt Đường Hân có chút khó coi, lập tức giả bộ như không quen biết. Và đương nhiên, Lạc Tú cũng không để ý. Nhưng cảnh tượng này lại khiến Thôi Hạo cảm thấy không vui, nếu không phải chỗ dừa kia của anh ta hứng thú với cô gái nhỏ này, thì với thái độ khinh khỉnh như vậy, anh ta đã tới cho cô ta mấy cái bạt tai lâu rồi. Nhưng nghĩ thì là nghĩ vậy, Thôi Hạo vẫn không dám làm bậy, dẫu sao thì đối phương cũng là người mà người chống lưng cho anh ta coi trọng, nếu anh ta có thể thu phục được đường hân, sau đó giao cô ta cho vị thiếu ra kia, như vậy cũng có thể coi như anh ta lập được công lớn rồi. Cho nên Thôi Hạo cũng không dám lỗ máng, mà chuyển lực chú ý về phía Lạc Tú. Anh, tránh ra, qua bên kia đi, tôi muốn nói chuyện với chị dâu. Thôi Hạo mở miệng nói với vẻ hung tợn. Nhưng Lạc Tú thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, chỉ tập trung vào việc ăn của mình. Lần này mặt thôi hạo như sắp rách ra rồi. Rốt cuộc thì đường hân không cho anh ta mặt mũi, anh ta cũng không dám làm bậy. Nhưng những người khác thì lấy đâu ra cái cửa đó? Chưa kể tên ẻo là này lại ngồi ăn cơm chung với đường hân, nói không chừng chính là tình địch của vị thiếu gia kia. Tôi nói chuyện với anh, anh không nghe thấy sao? Thôi hạo phẫn nộ quát lớn: Tại sao quán cơm này lại để chó vào chạy loạn như vậy? Lạc Tú bất ngờ mở miệng. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng anh, đừng nói là thôi hạo, đến cả nét mặt đường hân cũng hoàn toàn thay đổi. Lời này chính xác là đang chửi thôi hạo. Vài người lập tức chuyển động cơ thể, thôi hạo bước lên trước, duỗi tay định động thủ đánh người. Nhưng anh ta chỉ vừa mới duỗi tay ra, thì không biết từ đâu bỗng xuất hiện một bát tiết canh và váng dầu. Đồ ăn của mọi người, một cô gái nhỏ tầm cỡ 17-18 tuổi mở miệng nói. Rất rõ ràng, trạng thái của cô gái nhỏ này hôm nay có vẻ không được tốt lắm cô ấy cũng không chú ý xung quanh bưng đồ ăn tới đúng lúc thôi hảo chia tay ra trước thôi hảo duỗi tay ra lập tức luồn vào tức khắc bàn tay run lên bát tiết canh bị đánh bay còn bàn tay thôi hảo thì đỏ bừng con mẹ nó cô không có mắt à thôi hảo lập tức quay về phía cô gái trẻ kia lớn tiếng mắng hàng lông mày của cô gái kia rất đẹp làn da trắng hồng đôi mắt to tròn ngấn nước trông rất đẹp nhưng lúc này lại trở nên ngơ ngẩn vô hồn, chắc hẳn là do vừa rồi cô ấy đang thất thần, nếu không sẽ không đến mức như vậy. Kết quả sau khi bị thôi hạo quát một tiếng, cô gái trẻ kia lập tức khôi phục lại tinh thần, sau đó bất ngờ cúi đầu, khóe mắt ngấn nước, mở miệng nói. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu." "Con mẹ nó chứ, cô tự tìm đường chết à." Thôi Hạo đột nhiên nổi điên, toàn bộ những người khác trong quán cơm đương nhiên sẽ không ngu gì tự đi tìm chuyện nên chẳng ai quản chuyện này mà người phục vụ khác lại càng lạnh nhạt vô tình giống như đang hy vọng cô gái trẻ này sẽ gặp chuyện thuộc hạ của thôi hạo đột nhiên đẩy cô gái khiến cô ấy ngã ngồi và đập trúng cái bàn bên cạnh cánh tay lập tức dỉ máu con mẹ nhà cô bốp một cái đĩa xứ thật dày đập thẳng vào đầu thôi hạo ngay tức khắc máu chảy không ngừng bát là do lạc cú ném mày dám ra tay bốp lại là một cái chậu sứ thật lớn khác đập lên đầu Thôi Hạo, Thôi Hạo bị đánh đến mức hôn mê ngay tại trận. Sạch sẽ gọn gàng, không hề có chút dáng vẻ gì gọi là ướt át bẩn thỉu, Đường Hân nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô ta không ngờ, Lạc Tú lại đánh người một cách dứt khoát như vậy, quá độc ác. Thôi Hạo ngã sóng xoài xuống đất, để lại mấy đám lưu manh kia chỉ biết ngây ngẩn cả người. Chưa bàn đến thân thủ của Lạc Tú, chỉ riêng tư thế đánh người đó của anh cũng đủ để dọa người đây nào còn gọi là đánh người nữa mà gần như giết người rồi lạc tú thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn thôi hạo nằm liệt trên mặt đất lấy một cái chỉ đứng dậy đi tới đỡ cô gái trẻ kia dậy đương nhiên cô gái trẻ đang rất sợ hãi nước mắt không chịu nghe lời mà chảy không ngừng vậy mà chẳng ai để tâm đến cô ấy lạc tú lấy một tờ giấy băng cánh tay cô gái trẻ kia cảm ơn cô gái rưng rưng nước mắt mở miệng nói còn thôi Hảo thì được người ta bế lên đưa ra ngoài nhanh chóng, dù sao thì giờ cũng không phải thời điểm dậy dỗ lại lạc tú, mà phải nhanh chóng cứu người mới đúng. Cũng may ở phía đối diện là bệnh viện, nên không cần gọi xe cứu thương. Về phần lạc tú, anh cao mày nhìn cô gái kia. Rất nghiêm trọng, không chỉ là chảy ra thôi đâu, còn bị chật khớp nữa, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Lạc tú kéo tay cô gái kia rồi rời đi, không quan tâm đến đường hân vẫn đứng đó anh tự tìm phiền toái rồi." Đường Hân nhìn theo bóng dáng Lạc Tú, hô to một tiếng, nhưng Lạc Tú thậm chí còn không quay đầu, cũng không giải thích với Đường Hân lời nào. "Không phải ai cũng hăng hái làm việc nghĩa, không phải ai cũng đủ can đảm làm điều ấy. Vừa rồi, thời điểm cô gái kia bị đẩy ngã, không ai tình nguyện ra mặt giúp đỡ, cái này gọi là lòng người." Khi đến bệnh viện, trị liệu một chút, cô gái được bó bột, sau đó luôn miệng nói lời cảm ơn với Lạc Tú suốt dọc đường đi cần phải quay lại đây thay thuốc nếu là người nhà cô ấy thì để lại số điện thoại y tá mở miệng nói lạc tú để lại số điện thoại sau đó đưa cô gái nhỏ đến quán cơm đối diện bởi vì thôi hạo đã dẫn theo người đợi lạc tú ở một bên khác nơi này là cửa bệnh viện tao sẽ không ra tay ở chỗ này mày dám đánh tao có gan thì khai ra tối nay mày ở đâu đêm nay gặp lại trong tay thôi hạo cầm một khẩu súng nói lời uy hiếp thẳng mặt Lạc Tú nhìn nhìn Thôi Hạo, trong lòng tự nhiên thấy bực bội vô cớ, sau đó mắt chợt lóe lên tia sát ý, bỗng nhiên mở miệng nói: "Được thôi, ngoại thành, 304 thôn bạc. Ra tay giết nhiều người ở chỗ này sẽ khó tránh khỏi phiền phức, nếu để bọn họ tới căn nhà kia, tới bao nhiêu, Lạc Tú sẽ giết bấy nhiêu." Chương 402: Gặp người nào chém người đó. Lạc Tú lái xe quay về. Về phần Thôi Hạo, anh ta lại móc điện thoại ra gọi thêm người thôi hảo anh ta có kêu thêm 5-60 người cũng không thành vấn đề. Hiện tại trên đầu anh ta bị quấn miếng băng gạc màu trắng, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh thành thế này. Bác sĩ kiểm tra xong nói là não bị chấn động. Cho nên việc đầu tiên anh ta làm khi tỉnh lại, đó chính là tính toán giết chết lạc tú. Đợi lát nữa, cứ đánh tung cửa lớn 304 ra, thấy người nào thì lập tức cầm đao chém người đó cho tao, không cần hỏi gì hết thôi hạo gọi cho từng người một rồi ra lệnh e là đêm nay dù có giết chết cả nhà đối phương anh ta cũng muốn làm lạc tú quay về phòng ly hỏa chi tinh khiến tính tình anh trở nên hơi táo bạo chút xem ra phải nhanh chóng giải quyết chuyện này nếu không sẽ lại có thêm phiền toái nữa tìm tới có điều chỉ cần đêm này đám người kia dám tới tới bao nhiêu lạc tú thật sự sẽ giết bấy nhiêu sau khi điều chỉnh lại trạng thái lạc tú bắt đầu khoanh chân ngồi thiền hai giờ đồng hồ trôi qua đã rất khuya vẫn không có động tính gì những điện thoại của lạc tú đã vang lên lạc tú nhìn thoáng qua là một dãy số lạ chẳng lẽ là của y tá bệnh viện lạc tú bắt máy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng alo cô là lạc tú hỏi anh em chính là nữ sinh được anh cứu hôm nay đây em tên điền kỳ kỳ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng dễ nghe anh Em gọi là để nói với anh một lời cảm ơn chân thành, cảm ơn anh hôm nay đã chịu đứng ra giúp em, còn đưa em đi bệnh viện, để em có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian trước khi rời khỏi nhân gian. Đầu dây bên kia là tiếng khóc của Điền Kỳ Kỳ. Từ từ, lời này của em là có ý gì? Hàng lông mày của Lạc Tú khẽ nhăn lại, trạng thái của Điền Kỳ Kỳ có gì đó không đúng, hôm nay lúc còn ở quán cơm, dáng vẻ như mất hồn mất vía. Anh, em không muốn sống nữa. Điền Kỳ Kỳ ngã quỵ, đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy em chẳng còn gì nữa cả mẹ em bỏ em chạy theo người khác đến ba em cũng không cần em nữa hôm nay bạn trai em lại chia tay với em điên kỳ kỳ như tìm được người để nói hết nỗi lòng trong khoảnh khắc đó cô ấy bộc bạch tất cả những chuyện mình trải qua nhưng điều đó cũng có nghĩa cô ấy tuyệt vọng rồi mặc dù lạc tú không hiểu rõ rốt cuộc sao lại thế này nhưng nếu mấy chuyện này là sự thật thì e là không có bất kỳ cô gái trẻ nào có thể hứng chịu nổi sự đả kích này. Suốt cuộc thì Lạc Tú cũng là quái vật già đời trải qua cả trăm nghìn khó khăn, vừa nghe Điền Kỳ Kỳ nói, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa. Nếu là những người khác, khả năng Lạc Tú sẽ không để tâm cũng không thèm quản, nhưng Lạc Tú thật sự đồng cảm với những chuyện Điền Kỳ Kỳ gặp phải. Thời điểm kiếp trước, mặc dù tình cảnh của anh và Điền Kỳ Kỳ không giống nhau, nhưng tình trạng thì lại giống nhau. Lúc ấy anh cũng không có ba mẹ, bạn gái thì khỏi cần phải nói, lẻ lo hưu quanh cô đơn một mình, anh thực sự hiểu loại cảm giác này. Cho nên, anh định cứu Điền Kỳ Kỳ. Lạc Tú đẩy cánh cửa lớn ra, sau đó hơi nhón chân lên, chuẩn bị bay ra ngoài. Chỉ có điều, trước khi Lạc Tú rời đi, anh chợt nhìn thoáng qua sổ nhà mình. Hình như có gì đó không đúng rồi. Dù sao thì anh cũng chỉ vừa mới tới, nên không để ý quá nhiều, cho nên hình như đã báo sai số nhà anh ở 305 nhưng lại báo với đám người thôi hạo là ở 304. Này giống như là đang hướng tai họa đi sai chỗ. Có điều Lạc Tú cũng lười để ý nhiều như vậy. Gần đây đối với anh mà nói, thứ nhất cứu người quan trọng hơn giết người nhiều, thứ hai sát phách anh cũng không phải kiểu đèn cạn dầu hay gì cả, nếu đám người kia thật sự tìm sang ngôi nhà sát phách anh gây phiền toái thì cũng e là hôm nay họ sẽ bị đá như cái ván sắt. Vì vậy, Lạc Tú đã bay thẳng lên bầu trời đêm sau đó biến mất trong màn đêm. Mà khả năng nói lời khách sáo của Lạc Tú quả thực rất lợi hại, rốt cuộc thì đối phương cũng chỉ là một cô gái trẻ, sao có thể là đối thủ của Lạc Tú được. Lạc Tú không chỉ đào ra được chỗ ở của đối phương, mà còn biết được toàn bộ sự tình. Điền kỳ kỳ này căn bản không phải người phục vụ ở quán cơm cẩm tú Sơn Hà kia. Cô ấy là con gái của chủ quán cơm cẩm tú Sơn Hà. Nhưng thực ra thì quán cơm đó sắp đóng cửa. Nguyên nhân là vì để mở tiệm cơm này, mà trước đó ba cô ấy đã đi vay nặng lãi nhiều nơi và vẫn chưa thể trả hết, mặc dù đã nâng cao giá các món ăn trong quán, nhưng vẫn không làm nên công trạng gì. Mà mẹ cô ấy thấy ba cô đến bản thân còn khó bảo toàn được, cuối cùng đã thông đồng với một lão nhà giàu chạy ra nước ngoài. Và ba cô ấy, ngoài miệng thì nói là đi tìm mẹ cô, nhưng trên thực tế, đêm qua, khi cô ấy thu dọn lại đồ đạc, mới phát hiện ra ba cô ấy cũng bỏ chạy rồi hơn nữa còn cầm theo toàn bộ tiền và trong nửa tháng này tiệm cơn do một nữ sinh như cô ấy gánh vác nhưng một tuần trước đến thời điểm trả tiền lương vì ba cô ấy đã cầm theo hết tiền đi lại không chịu nghe điện thoại của cô ấy cô ấy biết đào đâu ra tiền trả cho nhân viên cho nên rất nhiều người phục vụ và đầu bếp đều ra đi cô ấy không thể không đích thân bưng đồ ăn ra làm công việc bồi bàn và cũng trong buổi sáng hôm nay cô ấy đã nói chuyện này cho bạn trai mình nghe kết quả có thể tự tưởng tượng được, vốn dĩ ngay từ đầu bạn trai cô ấy đã không thích cái quy tắc không hấp hôn, hay thậm chí là không được hôn miệng của cô ấy. Vừa nói ra chuyện này, sáng nay bạn trai cô ấy đã lập tức đề nghị chia tay, rồi rời khỏi thành phố Bạc. Tin giữ chưa dừng lại ở đó, buổi chiều hôm nay cô nhận được điện thoại, nói là nếu đêm nay còn không chịu giải quyết khoản nợ, bọn họ sẽ thu hồi tiệm cơm, thậm chí là còn đe dọa đến tính mạng cô ấy. Dưới những đòn đả kích liên tiếp, Điền kỳ kỳ suy sụp hoàn toàn chỉ trong nháy mắt, giờ phút này cô ấy ngồi trên sân thượng, nhìn ánh đèn neon nhấp nháy lấp lánh bên dưới. Anh, thực sự cảm ơn anh, nhưng em không sống nổi nữa rồi, kiếp sau sẽ đền đáp ân tình của anh. Điền kỳ kỳ ngắt điện thoại, sau đó nhắm mắt lại. Hai tay giang rộng ra, cơ thể nghiêng về phía trước. Nhưng đúng lúc này, lạc tú tú miền kỳ kỳ lại, sau đó dùng một tay kéo cô ấy lên. Tiếp theo lạc tú đặt điền kỳ kỳ xuống đất dưới ánh mắt kinh ngạc của điền kỳ kỳ lạc tú rút một điếu thuốc rồi châm lửa đưa cho điền kỳ kỳ vậy là lúc ấy anh đã cứu một người chết sao lạc tú cười khẩy một tiếng chuyện của ba mẹ em anh không có cách nào để khuyên bảo em bất cứ cái gì nhưng bọn họ đã nuôi em đến bây giờ rồi đến tận thời điểm em có thể tự lực cánh sinh em còn muốn bọn họ tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc em trả giá vì em mặc kệ là bọn họ chạy thoát rồi cũng được hay là đi rồi cũng được đó đều là lựa chọn của bọn họ cuộc sống của bọn họ bọn họ không cần em đó là chuyện của bọn họ nhưng em không rời khỏi bọn họ đó chính là chuyện của em em đã lớn như vậy rồi chẳng lẽ còn không biết cách tự chăm sóc mình nữa sao lạc tú lại cười khẩy một tiếng bạn trai không còn có thể tìm lại trên đời này đâu thiếu đàn ông chuyện của tiệm cơm cũng giải quyết dễ dàng thôi lạc tú nhìn điếu thuốc trên tay mình nhưng mà bốp lạc tú vươn tay tung một cái bạt tai tỉnh chưa lạc tú lạnh lùng mở miệng nói mạng là của em nếu đến em còn không tự chịu trách nhiệm được thì em dựa vào cái gì mà yêu cầu ba mẹ em nên làm như thế nào hả và em có tư cách gì để yêu cầu người khác không vứt bỏ em khoảnh khắc này điền kỳ kỳ dường như đã hiểu ý của lạc tú sau đó khẽ gật đầu lạc tú hiểu sao anh lại có thể không hiểu được con đường kia anh đã đi qua rất khó rất khó đi phải là bỏ đi tỉnh rồi thì mau gọi cho những người chủ nợ đó đi nợ anh thanh toán tiệm cơm anh thu mua sau này tiệm cơm đó em tự mình xử lý lạc tú móc một cái thẻ ngân hàng ra mà ở một nơi khác mấy chục chiếc minibus đang hướng về phía thôn bạc nhớ kỹ sau khi vào đó rồi không cần phải nói gì hết gặp người nào chém người đó chương 403, tàn nhẫn. Điền kỳ kỳ đứng chết lặng trên sân thượng, vốn dĩ đang trong trạng thái không còn tia hy vọng nào, nhưng không biết vì sao, chỉ một cái bạt tai của lạc tú khiến cô ấy hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô ấy thực biết ơn vô cùng, vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất, có một người anh như vậy, kéo cô ấy từ trong vực sâu tuyệt vọng ra. Điền kỳ kỳ lấy điện thoại ra, gọi cho mấy tay chủ nợ kia. Mà trước cửa nhà số 304 thôn bạc lúc này, từng tên từng tên cao to cường tráng cầm theo đao bước từ trên mini bus xuống. Thôi hạo băng bó rồi, anh ta muốn làm lớn chuyện. Đêm nay dù có giết chết cả nhà đối phương anh ta cũng không tiếc. Phá cửa, thôi hạo hung tợn kêu lên một tiếng, tức khắc, mười mấy tay vạm vỡ cùng vọt tới, sau đó một tiếng rầm vang lên, cánh cửa lớn nhà số 304 bị phá tung. Bên trong sân không một bóng người, vốn dĩ dương như vũ đã ngủ rồi, nhưng dù sao cô ta cũng là người tập võ, nên tính cảnh giác cực kỳ cao tiện tay mặc một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài thôi hạo không bước vào nhưng khi đứng ngoài cửa nhìn thấy một mỹ nữ chạy ra nụ cười khẩy trên mặt anh ta lại càng đậm thật không ngờ trong nhà tên này còn giấu một cô gái xinh đẹp như vậy mà dương như vũ chạy ra tới nơi cũng sửng sốt không thôi rốt cuộc thì trong sân xuất hiện mười mấy người vạm vỡ tay cầm đao thép ánh mắt hung tợn đứng ở đó vừa nhìn đã biết không phải chuyện gì tốt đẹp mà lúc này Dương Thiên Cương cũng ra tới nơi, sắc mặt cũng hơi hơi sửng sốt. Các người tới đây tìm đường chết sao, nét mặt Dương như vũ trầm như nước, mặc dù trong cửa ngoài cửa xuất hiện thêm mấy chục người, cô ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Chưa kể, ngược lại trong lòng cô ta lại bùng lên ngọn lửa giận. hôm nay sau khi bị lạc tú chọc tức xong, cô ta vẫn nghẹn trong họng chưa biết chút đi đâu. Giờ hơn nửa đêm rồi, vậy mà không thể hiểu nổi từ đâu xuất hiện đám người phá tung cửa nhà cô ta, tức khắc đã chọc giận tới cô ta. Thật sự coi võ thánh dễ bị bắt nạt vậy sao? Thật sự coi dương như vũ cô ta dễ bắt nạt thế à? Giờ lại xuất hiện thêm đám kiến không biết từ đâu chui ra, dám trắng trận táo bạo tới tận cửa gây chuyện. Đến cả dương thiên cương cũng phải ngây ngẩn cả người, lão tốt xấu gì cũng là võ thánh. Đây là lần đầu tiên có người dám vọt vào nhà lão lúc nửa đêm, thậm chí còn cầm theo hung khí. Người phụ nữ kia các người muốn làm gì thì làm, còn lão già kia giết cho tao. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thôi hạo, tức khắc, mấy chục tên vạm vỡ kia bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đôi mắt bọn họ bắt đầu chuyển sang ánh mắt như một con sói đói, dẫu sao thì dương như vũ cũng là một mỹ nữ, diện mạo cũng ở tầm cực phẩm. Chưa kể mấy chục tên trai tráng, mà đối phương lại chỉ có một cô gái và một ông già, kết quả không cần nói cũng biết. Dương như vũ làm sao có thể không nghe ra được ý tứ trong câu nói này. Lúc này, cô ta thực sự nổi giận, ngay cả Dương Thiên Cương sống hơn 300 tuổi cũng phải nổi giận. Chỉ cần không ra mạng người, cháu muốn làm gì thì tùy. Dương Thiên Cương xoay người, định về phòng, nhưng những lời này cũng đại diện cho việc hôm nay e là mấy người này xong đời rồi. Nơi này chính là sở tài quyết vũ lực, nhà lão. Mấy chục tên côn đồ tìm đến thì cũng có làm sao. Nếu không phải Dương Thiên Cương ngại quy định pháp luật của xã hội hiện tại, đổi lại là trước đây mà nói, thì e là đám người này chết nhăn răng lâu rồi. Nhưng rất rõ ràng, Dương Thiên Cương nói những lời này cũng không có nghĩa sẽ buông tha cho bọn họ. Chỉ cần không ra mạng người. Nói cách khác là chỉ cần không chết, còn lại tùy Dương như vũ xử trí. Có đôi khi, để ai đó phải chết, chỉ bằng để người đó sống cuộc đời tàn tật, như vậy mới là hành hạ đúng nghĩa. Không có bất kỳ hành động dư thừa không cần thiết nào, mười mấy tay vạm vỡ kia đã động thủ, có hai tên sông tới trước, duỗi tay định tóm lấy Dương Như Vũ. Trong mắt bọn họ lúc này chỉ có, phải vui vẻ hưởng thụ cô gái xinh đẹp như này thật tốt mới được. Về phần thôi hạo, anh ta nghiêng người dựa lên đầu xe, miệng ngậm một điếu thuốc, trên mặt lộ nụ cười khẩy. Mỹ nữ kia chắc hẳn là chị hoặc em gái của thằng nhóc kia, đến lúc đó làm chuyện ấy ngay trước mặt anh, he he, nhất định sẽ khiến tên nhóc kia phải nhận lấy bài học đau đớn thống khổ tột cùng. Nhưng anh ta vừa mới nghĩ đến đây thì, dầm một người nào đó bay thẳng ra ngoài, đập thẳng vào đầu xe. Người kia không chết, nhưng cơ thể anh ta giờ phút này chẳng khác gì một đống bùn lầy, giống như xương cốt đều bị người ta rút ra hết vậy. Trên thực tế chính là như vậy, đây là chiêu thức độc nhất vô nhị của Dương Thiên Cương. Hóa cốt trưởng Đây là một loại quyền pháp cổ xưa, khi đã luyện tới một cảnh giới nhất định, đừng nói là có thể cách một quả núi vẫn có thể đánh chết được châu, mà có thể lấy mạng người từ khoảng cách trăm dặm cũng có thể nói là giống như phi kiếm vào những người cách xa cả ngàn dặm đương nhiên dương như vũ vẫn chưa luyện tới trình độ này nhưng đánh nát xương cốt người khả năng này dương như vũ vẫn có thể làm được giống như một cái tát phàm là người nào bị dương như vũ đánh trúng ngoài xương sống và đầu lâu ra xương cốt ở những nơi khác đều bị nát bét trong nháy mắt a à, tiếng hét thảm thiết như muốn xé toạc không chung trong đó có một người bị dương như vũ túm lấy tay ngay tức khắc tay người đó như biến dạng sau đó dương như vũ cuộn tay người kia lại giống như cuốn bánh bao cuộn. Tiếng răng rắc vang lên liên hồi, đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn, khiến người nghe ra đầu tê dại, người đàn ông trai tráng kia đau rớt nước mắt, có thể thấy là đau đớn đến nhường nào. Có điều, rất rõ ràng, dương như vũ sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy, tốt xấu gì đây cũng là nhà của sở tài quyết vũ lực, có người dám tìm tới cửa đánh, không bị giết chết, cũng đã làm may mắn lắm rồi. Thân hình dương như vũ uốn éo như rồng, dường như chỉ mất vài giây, đã có rất nhiều người run rẩy nằm dạp xuống sân. Cơ thể không ngừng run rẩy trên mặt đất, rất nhiều người đau đến nỗi chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát. Đừng nhìn Dương như vũ vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ như hoa mà tưởng bở, cô ta xuống tay thật sự tàn nhẫn tới cực điểm. Những người đó bị bẻ cả hàm răng, dưới đất là giải rác những cái răng bị đánh gãy, chưa kể cầm bọn họ cũng bị đánh nát. Dù là có thể may mắn sống sót, thì e là về sau những người này cũng không thể nhai nuốt cái gì, muốn sống chỉ còn nước húp cháo qua ngày. Đây là tác phong trước sau như một của môn phái hoặc gia tộc võ thuật cổ đại, ra tay sẽ lấy mạng người. Nếu bạn không chết, không phải bởi vì bạn may mắn, mà đó là vì bạn bất hạnh, bạn sẽ càng đau khổ hơn cái chết. Rất nhiều người đã bị dương như vũ chọc cho mù hai mắt, thậm chí đến cả màng tai cũng bị phá hỏng. Thôi hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngón tay phát run, môi trắng bệch. Thật là đáng sợ, dù có giết người cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy. Thủ đoạn này chính là một loại cực hình. Những người ngoài cửa muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại bị một luồng khí thế mạnh mẽ ngăn lại, đương nhiên, đó là khí thế của Dương Thiên Cương. Hiện tại bọn họ đến động chân cũng khó, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ giống như ác ma kia từ từ đi về phía mình. Đau, quá đau. Cơn đau đi sâu vào tận cốt tủy, Thôi hạo muốn hét lên thật to, nhưng lại phát hiện không thể hét thành tiếng, anh ta chỉ có thể chậm rãi ngã xuống, rồi trơ mắt nhìn những người khác đang từ từ ngã xuống. Mấy chục con người, còn chưa đến 5 phút, tất cả đều nằm la liệt dưới đất, tất cả đều biến thành những người tàn tật vĩnh viễn. Xương cốt nát, tai điếc, đôi mắt cũng mù, thậm chí nhiều người đời này còn không thể mở miệng nói. Vậy thì còn sống làm gì? Thà chết đi cho rồi. Quá tàn nhẫn. Không có ai phải chết, nhưng lại đau đớn khó chịu hơn cả cái chết. Nói đi, ai kêu các người tới? Dương Như Vũ nhìn thôi hạo, nét mặt như sương lạnh. Quả nhiên, Dương Như Vũ không có ý định dừng tay, rốt cuộc thì dám động tới võ thánh, sao có thể chấm dứt dễ dàng như vậy? Người đứng sau kia cũng không thoát khỏi số phận bị trừng phạt. Không có ai kêu chúng tôi tới, các người cũng cùng phe với tên họ Lạc. Anh ta ở sát phách, Dương Như Vũ vừa nghe đã hiểu ra nét mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang bùng cháy một ngọn lửa giận. chương 404 cảnh cáo. Dường như Vũ không phải đồ ngốc, đang êm đẹp sao tự nhiên lại có người vọt vào cửa nhà cô ta lúc hơn nửa đêm. Vừa nghe họ lạc, cô ta đã biết, chuyện này đích thị là do người trẻ tuổi vừa mới chuyển tới sát phách gây ra. Nói như vậy, vừa rồi cô ta đã đỡ cho anh một nhát dao, lại còn giải quyết mọi việc thay anh. Giờ khắc này, dường như Vũ bỗng nhiên có cảm giác nghẹn khuất, vì có người dám lợi dụng coi mình như một khẩu súng. Vốn dĩ cô ta đã rất chán ghét Lạc Tú, vậy mà giờ lại vô tình giúp Lạc Tú một vố. Rốt cuộc nếu đêm nay nhóm người này vọt vào căn nhà sát vách, vậy thì Lạc Tú chắc chắn phải chết. Điều này lại càng khiến Dương Như Vũ thêm giận hơn, một ngọn lửa giận nhen nhóm khiến cô ta suýt chút nữa muốn giết người. Có điều, khi cô ta thử suy nghĩ lại, giữ lại những người này, giữ lại thôi hảo sớm hay muộn cũng có ngày bọn họ tìm lạc tú gây phiền toái cho nên dù dương như vũ thực sự có tức giận nhưng cũng không đánh thôi hạo đến nỗi không thể mở miệng nói chuyện nhưng thôi hạo cũng ngây ngẩn cả người trong lòng lại càng thấy nghẹn khuất con mẹ nó đây rõ ràng là cố ý chắc chắn thằng nhóc kia biết rõ căn nhà sát vách có cao thủ nên mới cố tình đưa sai địa chỉ dồn anh ta và những người kia ra trước đầu hỏng súng lúc này thôi hạo nhìn mấy chục người bị đánh thành tàn tật nằm liệt trên đất thậm chí có vài người còn là anh em tốt của anh ta hận ý trong lòng thôi hạo quả thực đã cao tận trời rồi bọn họ sức mạnh thế mạnh vậy mà qua tay lạc tú lại bị chơi một vố thế này dù có là ai cũng không thể chấp nhận nổi loại chuyện này mặc dù anh ta vẫn còn mở miệng nói chuyện được nhưng đời này của anh ta cũng coi như xong rồi nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn và điều trị trong viện anh ta hận hận tới cực điểm mấy chục con người bị hủy hoại chính chủ lại đứng một bên xem trò hay Thôi hạo vừa hận vừa không cam lòng, có thể tưởng tượng được. Nhưng Lạc Tú thật sự không biết, anh hoàn toàn không cố ý làm vậy, dẫu sao thì anh cũng mới dọn tới đây, liếc mắt nhìn qua một số nhà, sau đó thuận miệng nói. Có điều, đám người thôi hạo không biết, nếu đêm nay Lạc Tú ở đây, nếu bọn họ không tìm nhầm địa phương, thì kết cục của bọn họ có lẽ sẽ thảm hại hơn. Bởi vì thủ đoạn của Dương như Vũ, nếu để so với Lạc Tú, thì cũng chẳng khác nào trò trẻ con. Giờ phút này Lạc Tú đã ở tiệm cơm Cẩm Tú Sơn Hà. Có tới 7, 8 người đàn ông mặc vest đen, dẫn đầu là hai người đàn ông cỡ tuổi trung niên, vừa nhìn đã biết là những kẻ chuyên môn cho vay nặng lãi. Mà Lạc Tú cũng không so đo mấy chuyện này, rốt cuộc thì cứu người chính là cứu người, chi trả số tiền nợ xong, mọi chuyện sẽ kết thúc. Niên Kỳ Kỳ nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt cảm kích, thậm chí trong mắt cô ấy còn lộ vẻ mê đắm cuồng nhiệt. Dù cho bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như vậy, rồi vô tình gặp được người như lạc tú e là đều sẽ bị mê hoặc người anh em tiến lên một bước nói chuyện xem người đàn ông cỡ tuổi trung niên đứng đầu mở miệng nói bọn họ chỉ phụ trách đòi nợ gặp người có tiền trả nợ đương nhiên họ sẽ vui nhưng bây giờ dường như họ lại có chuyện gì muốn nói với lạc tú lạc tú đi ra ngoài cửa người đàn ông trung niên cầm đầu kia lộ vẻ tươi cười đưa cho lạc tú một cái lầu hoàng hạc người anh em tôi thấy anh là người tốt cho nên muốn nhắc nhở người anh em một chút sau này chuyện về tiệm cơm và cô gái kia tốt nhất anh không cần nhúng tay vào tên đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng tôi cũng chỉ dám nhiều lời như vậy thôi dẫu sao thì người anh em đây cũng là người tốt không cần vì lòng tốt mà tự tìm đến phiền toái làm gì đối phương họ điền người anh em có thể đi hỏi thăm thử ở phía bắc cái họ này đại diện cho điều gì người đàn ông trung niên cười cười sau đó vung tay lên dẫn người rời đi Nhà họ Điền ở phương Bắc. Ở phương Bắc có rất nhiều người kỳ lạ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nhà họ Điền. Bên ngoài, đó chỉ là một gia tộc giàu có quyền thế. Nhưng trong bóng tối, đó chính là gia tộc tu pháp. Thậm chí, danh tiếng truyền đi xa, trong nước cũng có thể coi là một gia tộc tu pháp tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết, trong nhà họ Điền có xà lão, thậm chí còn có lời đồn rằng xà lão chính là con xà tinh ngàn năm. Bởi vì phương Bắc vẫn luôn tồn tại một truyền thuyết kinh thiên động địa, thậm chí khiến người nghe giận cả người. Nhớ rằng thời điểm kháng chiến, một nhóm vài nghìn con quỷ đã đi ngang qua một ngôi làng. Vốn dĩ họ tuân thủ theo chủ trương giết sạch, thiêu hết, cướp sạch ngân sách. Hơn nữa vào thời đại đó, chỉ cần ma quỷ tới gần, thôn làng tầm thường làm gì có người dám ở lại, sợ là đã bỏ chạy hết rồi. Nhưng lúc ấy, nghe nói có một ngôi làng kia, người dân trong làng làm gì vẫn cứ làm, chẳng hề có chút sợ hãi nào. Thời điểm quỷ khiêng súng máy vào làng, một bà cụ đứng trước cửa thôn cười tủm tỉm, giống như là đang nghênh đón, hay thậm chí có thể nói là hoan nghênh. Người ta đồn rằng, lúc ấy bà cụ kia còn cười ha hả, cười đến nỗi miệng không khép lại được, luôn miệng nhắc Tết năm nay có thịt ăn, có thịt ăn. Và sau đó, ngôi làng đó không có một ai phải bỏ mạng cả, mãi sau khi giải phóng, có một lần có một thương nhân bán quần áo, dù sao thì ở thời đại đó có rất nhiều thương nhân khiêng đòn gánh bán hàng khắp nơi, tìm đến mọi ngôi làng để bán hàng. Nhưng vừa mới đi vào, đã sợ tới mức tè ra quần rồi bỏ chạy. Bởi vì bên trong ngôi làng đó, có vô số xác ướp treo trên cây, giống như là thịt sông khói trong một số nhà làm nông. Mà thôn làng đó được gọi là thôn Họ Điền. Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người ai cũng phải sợ hãi, họ còn khẳng định đống thịt khô đó chắc chắn được làm từ đám quỷ kia, đến bây giờ vẫn chưa ăn hết. Nếu nói đây chỉ là một câu chuyện dân gian trong truyền thuyết thì mọi chuyện đã khác, nhưng nó có căn cứ, thậm chí còn gây chấn động cả nước. Đó chính là bà cụ mặt mèo. Về bà cụ mặt mèo đó thì có rất nhiều cách nói, dù sao lúc ấy rất nhiều trường học đều đã đóng cửa. Thậm chí buổi tối còn có bộ đội tuần tra. Nhưng những người thật sự biết chuyện, họ đều hiểu rõ, không phải là sau khi chết bà cụ mặt mèo kia bị một con mèo bỏ qua, sau đó xác chết vùng dậy mà là chạy từ thôn họ Điền ra. Hiện giờ thôn họ Điền đã có rất nhiều thay đổi, những người ở nơi đó vẫn mang họ Điền. Nhưng có rất ít người ngoài dám tới nơi đó. Mà ba của Điền Kỳ Kỳ thực ra cũng là người nhà họ Điền, mặc dù bề ngoài chỉ là một ông chủ tiệm cơm, nhưng những người đã từng tiếp xúc qua với ông ta đều biết chuyện này. Chưa kể nhà họ Điền ở phương Bắc cũng có thế lực vô cùng lớn, bất kể là về mối quan hệ hay những cái khác, đều là bá chủ một phương cho nên người đàn ông trung niên kia mới có ý nhắc nhở Lạc Tú một câu, tốt nhất đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Vì dẫu sao thì một khi dính dáng đến nhà họ Điền, chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái. Lạc Tú đương nhiên không biết, mà cho dù có biết, thì e là Lạc Tú vẫn ra tay không chút do dự. Bởi vì đối với anh mà nói, dù là nhà họ Điền, hay là hàng xóm sát vách, trong mắt anh đều chẳng đáng sợ chút nào. Hiện giờ cũng đã khuya, sau khi Trấn An cảm xúc Điền kỳ kỳ, lại cho Điền Kỳ Kỳ một chút tiền, để cô ấy trả lương cho nhân viên vào ngày mai. Tiếp theo, Lạc Tú về thẳng thôn bạc, sau đó ra sau núi từ sớm. Lăn lộn suốt một đêm, lúc này Lạc Tú mới từ từ tiến vào trạng thái, bắt đầu luyện ly hỏa chi tinh. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại thôn bạc, chớp mắt cái lại nổ tung chảo, độ ấm tăng lên rồi. Hai ngày này với người dân thôn bạc mà nói, quả thực giống như băng lửa đan sen, khi lạnh khi nóng, rất nhiều người thậm chí còn suy nghĩ đến việc rời khỏi thôn bạc. Mà ngay trước lúc bình minh, Dương Thiên Cương và Dương Như Vũ một già một trẻ lại tìm tới. Khi nhìn thấy Lạc Tú lần nữa, Dương Như Vũ dường như không khống chế được. chương 405, thu nhận anh làm đồ đệ. Nghĩ đến chuyện tối qua đã chắn một đao giúp Lạc Tú, Dương Như Vũ tức đến nổ phổi. Thậm chí Dương Như Vũ còn hoài nghi, có phải gã này cố ý hay không? Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy được. Vừa mới tới, đã gặp phải họa lớn, rồi lại đẩy rắc rối sang bên khác. Dương Như Vũ thở phì phì đi về phía Lạc Tú, chuẩn bị ra tay tung một đòn với Lạc Tú rồi nói tiếp. Nhưng ngay lúc này, Dương Thiên Cương lại ngăn cản Dương Như Vũ lại. Lão Tổ, tối hôm qua anh ta, Dương Như Vũ có chút không phục. Ông biết, Dương Thiên Cương không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết rõ chuyện tối hôm qua ông thấy tư chất cậu ta cũng không tệ lắm. Dương Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói với vẻ ngạo nghế. Lão Tổ, đừng nói ông có lòng yêu tài, định nhận anh ta làm đồ đệ đấy chứ. Dương Như Vũ vừa nghe thấy lời này có gì đó không đúng, tức khắc mở miệng nói với vẻ kinh ngạc. Dương Thiên Cương không trả lời, mà chỉ từ tốn mở miệng nói. Thoạt nhìn thì tay chân và cơ thể cậu ta có vẻ chẳng có chút sức lực nào, và cũng đã bỏ lỡ cái tuổi tốt nhất để luyện võ, gân cốt đã sớm định hình, mặc dù có luyện đi nữa, thì thành thích sau này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng ông thấy tính tình cậu ta cũng không phải quá tệ, phải biết là, người trẻ tuổi như cậu ta bây giờ, ngoài ngủ nướng ra còn biết gì nữa, làm gì có ai có lòng dạ thành thơi, sáng sớm đã đến đây thiền. Dương Thiên Cương nói lời khen ngợi. Có điều, muốn làm đệ tử của ông cũng không dễ dàng như vậy, dẫu sao thì Dương Thiên Cương ông đây cũng là một võ thánh, còn là sở trưởng sở tài quyết vũ lực, đời này ngoài cái lão quái vật kia ra dù là võ lực nếu ông nói là đứng số một sẽ không ai dám nói số hai một người như ông sao có thể thu nhận một đệ tử như vậy chứ dương thiên cương ngạo nghễ mở miệng nói dù sao lão cũng là võ thánh có danh tiếng đàng hoàng nếu thu nhận một đồ đệ như vậy chẳng phải là đang tự hạ thấp mình sao chỉ là dương thiên cương cảm thấy tính cách của người thanh niên trước mắt này thật sự không tồi thu nhận cậu ta làm đệ tử ký danh đi cũng coi như cho cậu ta một cơ hội. Dương Thiên Cương đưa ra quyết định. Nét mặt Dương như vũ biến đổi. Đệ tử ký danh, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng ít nhiều gì vẫn là đệ tử Dương Thiên Cương. Chưa bàn đến những việc khác, chỉ riêng cái danh đệ tử ký danh này, sau này sẽ có không ít tông sư và các cao thủ tuyệt hảo phải gọi anh một tiếng tiền bối. Thậm chí e là có rất nhiều nhân vật tầm cỡ cũng phải đến nịnh bợ anh. Dẫu sao thì dù là đệ tử ký danh, thì cũng có mối liên quan tới võ thánh. Thậm chí có thể nói, có mối quan hệ với sở tài quyết vũ lực. Đây là điều mà bao nhiêu người tha thiết mơ ước cơ chứ. Đây là mộng tưởng của biết bao nhiêu thiếu gia nhà hào môn quyền thế, hay bao nhiêu người đứng đầu hào môn, hay thậm chí là mộng của đại lão một phương. Thật không ngờ sự may mắn này hiện tại lại ập tới đầu anh. Một khi có cái danh xưng này, sau này chỉ cần ở trong nước, tuyệt đối sẽ là nhân vật hô mưa gọi gió quả thực có thể nói là một bước lên tận trời cao. Dương như vũ nhìn lạc tú bằng ánh mắt oán hận, không kìm được thở dài một tiếng. Sự may mắn này cũng hay lắm. Cũng đúng vào lúc này, lạc tú đã hoàn thành một chu kỳ thiền. Sau đó anh chậm rãi mở bừng mắt. Dương thiên cương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn lạc tú, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cậu đúng là không tồi. Không tồi sao? Đối mặt với những lời này, lạc tú đương nhiên sẽ không thấy vui mừng ừm um, ông cũng không tồi lạc tú hờ hững mở miệng nói nhưng lời này lại khiến cả dương thiên cương và dương như vũ sửng sốt thế nào gọi là ông cũng không tồi cũng quá mạnh miệng rồi chăng dương như vũ khẽ nhíu mày người trẻ tuổi này dường như quá không biết điều rồi phải biết rằng người khen anh chính là võ thánh cậu tên là gì lạc tú lạc tú vẫn trả lời với giọng điệu bình thản như cũ ha ha quả nhiên là người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn dương thiên cương cười cười tôi rất tán dương tính cách này của cậu dương thiên cương nói rất rõ ràng bởi lão không thể đích thân mở miệng nói tôi xem trọng cậu cậu làm đệ tử ký danh của tôi đi được lão đường đường là võ thánh sao có thể hạ mình như thế cho nên lạc tú hỏi ngược lại dương như vũ thật sự không nghe nổi nữa rồi người trẻ tuổi hiện tại anh đang có một vận may và cơ duyên trời cho đấy dương như vũ mở miệng nói với vẻ ngạo nghễ đối với người khác mà nói đây quả thực là vận may trời ban chỉ có một nhưng đối với lạc tú mà nói thì chuyện này thật nực cười lạc tú không nói gì anh cũng lời để ý hai người một già một trẻ này dương như vũ đợi hết nửa ngày phát hiện anh chẳng có động tĩnh gì tức khắc ngây ngẩn cả người dương thiên cương cũng không nhịn được mà nhíu mày cậu thanh niên này sao có thể không nhìn rõ đường đi đến mức đó hiện tại anh có một cơ hội, có thể làm đệ tử ký danh của lão tổ tôi. Dương Như Vũ mở miệng nói thẳng. Theo quan điểm của cô ta, mặc dù đối phương có thể không biết thân phận lão tổ cô ta là gì, nhưng chỉ bằng khí thế đó, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra lão tổ cô ta không tầm thường. Hơn nữa nếu thân phận lão tổ được tiết lộ, thì chuyện này thức chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì dẫu sao thì khả năng nhìn nhận và nhận biết của một người đôi khi cũng rất quan trọng, có thể nắm bắt được hay không còn phải phụ thuộc vào Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lại mở miệng thẳng thắn. Ha ha, không cần, Lạc Tú cự tuyệt, vô cùng quyết đoán, không hề có một chút do dự nào. Điều này khiến Dương Như Vũ kinh ngạc không thôi, thậm chí đến cả Dương Thiên Cương cũng phải kinh ngạc. Người trẻ tuổi này không phải đã lầm đường lạc lối quá rồi chứ? Vậy mà lại thẳng mặt từ chối vận may và cơ hội ngàn năm có một này. Anh có thể nghĩ kỹ lại không phải ai cũng có được cơ hội này đâu. Dương Như Vũ thực sự không vui nổi, có điều cô ta vẫn cố kiềm chế hỏi lại anh. Chuyện này căn bản không cần nghĩ, Lạc Tú từ chối thẳng thừng. Một kẻ hèn võ thánh, tưởng anh không nhìn ra sao? Một tên võ thành hèn mọn cũng dám vọng ngôn muốn nhận anh làm đệ tử ký danh. Thật nực cười không chịu được. Anh không ra tay đánh chết đối phương ngay tại chỗ cũng coi như khách khí lắm rồi. Nhưng lời này lại chọc giận Dương Như Vũ anh có biết là anh vừa từ chối điều gì không hả cái đó không quan trọng với tôi mà nói lời đề nghị đó chẳng hấp dẫn gì cả lạc tú mở miệng nói với vẻ ngạo nghễ được rất tốt dương như vũ hử lạnh một tiếng đúng là quá không biết điều võ thánh đã chủ động nhận anh làm đệ tử ký danh vậy mà không ngờ đối phương lại thản nhiên từ chối lão tổ của tôi chính là tiểu vũ dương thiên cương lên tiếng ngăn cản Lão không cho phép Dương Như Vũ tiết lộ thân phận của mình. Bởi vì một khi tiết lộ, đối phương chắc chắn sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức, thậm chí là quỳ trên mặt đất cầu xin lão, mong lão thu nhận mình làm đệ tử ký danh. Nhưng nếu là như vậy, thì chuyện chẳng có nghĩa lý gì. Dương Thiên Cường lắc đầu, nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt thất vọng. Lão vốn tưởng rằng tính tình người thanh niên này cũng không tồi, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thật không ngờ lại chỉ là một kẻ có mắt như mù hơn nữa còn kiêu ngạo quá mức nữa chứ dám kiêu ngạo trước mặt võ thánh dương thiên cương lão sao thật nực cười đến cực điểm dương thiên cương phất phất tay dẫn dương như vũ rời đi không nói thêm gì nữa thứ hôm nay anh bỏ lỡ có lẽ cả đời này anh có cầu cũng không được tôi sợ là sau này anh sẽ hối hận đến thối ruột dương như vũ cười khẩy một tiếng đợi đến ngày anh hối hận tôi xem anh còn có thể quyết đoán như vậy được nữa không ha ha Lạc Tú thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 405.